Ấp Tư, Phong Nẵm, Rồng Trơm, Bến Tre. Ok, xong xong, thường thì mình xe, rồi ok. Đó là xã nghèo của Bến Tre, xã nghèo. Hiện tại bây giờ người ta có cái gọi là phát triển cái nông thôn mới anh. Ok. Nhà nước mình là có cái gót cái vốn đầu tư xuống á. Hiện tại bây giờ là 50 tỷ để đầu tư về đường xá, trường học, với chưa kể là cái phần mà gọi là khu công nghiệp á, khu 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 công nghiệp để thu hút cái công nhân ở những cái thành ở trên Sài Gòn người ta về người ta làm á. Hai nữa là những cái vốn đầu tư mà của tụi Hàn Quốc nào này, nó Đài Loan nè, nó Nhật với Nhật nữa, họ về họ quy hoạch lại cái vùng quê mình á, nó rất là lớn, nên nên cái đời sống gọi là công nhân á, họ sẽ đỡ hơn là họ đi lên Sài Gòn làm. Đúng rồi. Nhất là về cái gọi là chi phí nhà trọ, rồi thức ăn, rồi sức khỏe này nọ. Như người miền Nam mình á, ở đây là người miền Tây đi, thì họ quan quan tâm tới cái đời sống của ông bà cha mẹ, người ta cảm thấy là người ta làm ở gần nhà, người ta dễ chăm sóc. Nay nhà nước thấy vậy á, thì họ tạo điều kiện cho những cái khu công nghiệp, nhất là những cái khu khu công nghiệp Em cứ nói nhé, để cho của anh Nhật. anh cho anh một phút. Tại vì mấy người ở ngoài hải ngoại á, người ta nói kinh tế nó không có phát triển á, rồi này nọ, nên mình nói ngay á, khu khu nghèo khó nhất ở cái tỉnh Bến Tre á. Mình ở Vòng Trơm đi, Vòng Trơm, Hằng Di á, Hằng Di, Hằng Di Nguyễn á, thì nó ở như nó ở Bình Đại, Di Nguyễn Bình Đại, đúng rồi, Di Nguyễn Bình Đại, mình ở Vòng Trơm. Cũng những cái khu nghèo thôi à. Với hai nữa mình nói nghe cái bạn bạn Phu Phu Trông á, Rồi. Phu Trông á, bạn không có biết cái gì hết trơn á. Nhà nước hiện tại bây giờ là rất là lo tới cái đời sống mà những cái người gọi là công nhân lao động xa. Ví dụ thay vì mình đây mình đi lên Sài Gòn mình làm đi, giờ nhà nước mình hỗ trợ cho xã, họ sẽ góp vốn vốn đầu tư lại, rút lại những cái công nhân, họ sẽ quay về xã họ lập nghiệp hơn là phải đi lên Sài Gòn làm. Vừa chăm lo kinh tế thì nó cũng nhiều thứ lắm. Với hai nữa mình nói về cái phần mà bên yêu nước, thì ông ngoại của mình á, hồi xưa là theo bên Việt Nam Cộng Hòa, trước năm 58 59 á, lúc đó tụi nó theo cái lực 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 tố cộng Việt Cộng á, 10 năm xin. nó đem máy chém á. Thì ông ngoại mình hồi xưa gọi là ví dụ như phát lo theo cái thôn xã nào đó, dù ai không ra thì bắn bắn cái người thân đó. Ví dụ như hôm nay tôi kêu cái anh đó tụi du kích đó, anh không ra tôi đây cầm súng tôi bắn. Thì ông ngoại mình hồi xưa cũng thi Việt Nam Cộng Hòa mà, thì cũng cầm súng bắn chính cái người người thân của mình, bắn người dân của mình luôn mà. Nhưng mà từ cái lúc mà Rồi, đồng anh khởi Nguyễn chờ chị nhé, anh Nguyễn. Bây giờ này nhé, anh nghe rõ không? nghe rõ, anh hỏi em một câu là cái Dạ.
Thực tế là hiện nay em đang làm công nhân ở ngay cái xã của em đúng không? Hiện nay em làm tiểu thương. À, làm tiểu thương chứ là buôn bán đúng không? Ở cái vùng đó. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ Dạ này đúng rồi. theo anh nghĩ là bây giờ cái tiểu thương như bọn em ấy, ví dụ xã em hiện nay có cái khu công nghiệp chẳng hạn, mà người ta Đúng. làm ra, ví dụ những công nhân người ta làm ra tiền tháng 8 triệu hoặc 9 10 triệu người ta làm ra tiền thì người ta tiêu pha nhiều, thì những cái tiểu thương của em mới bán được hàng đúng không? Thì nói chung nó cũng Đúng. theo một cái dây chuyền. Ví dụ xã em thì nó nghèo chẳng hạn thì làm sao em tiểu thương em bán cái hàng đó ai mua? Nếu mọi người dân đi Sài Gòn làm mà hết rồi. Đấy. Cái thứ nhất À đúng. đấy thì nói chung là những người tiểu thương của em cũng 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 ăn theo thôi đúng không, cái so cái sự phát triển Đúng. của cái địa phương đấy. Với thứ hai nữa là bây giờ này Nếu mà không có công nhân người ta đúng làm ở khu công nghiệp thì sao mình phát triển được? đúng rồi đấy. Nhà nước mình đầu tư mở rộng đường xá này nọ. Ok, xin chào yêu bé. Nói chung là mỗi xã họ sẽ lên cái gọi là cái nông thôn mới anh. Đúng rồi. Họ kêu gọi những cái khu công nghiệp để phát triển lại, người ta không có đi làm ở Sài Gòn nữa, người ta Đúng rút về quê hết thôi à, rồi. rút toàn bộ công nhân về Đúng rồi. quê làm hết chứ không có lên Sài Gòn làm nữa, Bây giờ làm ở này tỉnh thì chi phí. có, đúng rồi, em nói thì nó rất là hay, nhưng mà anh cũng góp ý cho, cũng nói về cho em cái chương trình nông thôn mới là như này này. Tức là chương trình nông thôn mới nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhưng mà bây giờ ví dụ một cái xã chẳng hạn, có khả năng em chưa hiểu về cái chương trình nông thôn mới, một cái xã mà đạt được chuẩn nông thôn mới thì người ta hình như là, theo anh nghĩ hình như là Nhiều lắm. 19, không 19 cái tiêu chí để mà được công nhận là nông thôn mới. Ví dụ cái đường chẳng hạn, là cái đường vào nông thôn ấy, nội ấp ấy, nội nội ấp nhá, thì nó cứ nó rộng cứ khoảng 3 mét đường nhựa hoặc đường bê tông, ví dụ đường thôi. Ba 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 mét rưỡi à, Đấy 30 rưỡi, hoặc cái trường học chẳng hạn mét thì phải đạt chuẩn loại 2. Ví dụ đạt chuẩn loại 2 là như thế rưỡi nào? Mỗi phòng học là có dạ bao mét rưỡi nhiêu quạt này, bao nhiêu có phòng máy vi tính này, sĩ số mỗi lớp mỗi em là bao nhiêu này, các em được học 2 buổi một ngày này đấy, hoặc là trạm xá này thì nó có phải có cái bác sĩ này, hoặc là có vườn thuốc nam này, hoặc là có bao nhiêu giường bệnh này đấy, nó có những cái tiêu chí, hoặc là mỗi ấp phải có một nhà văn hóa, mà cái nhà văn hóa này rộng bao nhiêu hoặc như thế nào, nó có cái tiêu chí như 19 tiêu đúng rồi, chí gì phải thì mới được công nhận là coi như xã trường đó đạt chuẩn nông thôn trường mới học với đấy. trường mẫu giáo này này Đúng này nọ là họ xây mới hoàn toàn hết, đấy, họ họ xây nội trú nhưng nên nhưng mà nên sau này cái xã em đã đón cái chuẩn nông thôn mới chưa? Khi đang khi lên, tại vì đang lên chưa, chưa xong đúng đang lên có nghĩa là không? được, có nghĩa là đường xá đang lên, nhưng mà khu công nghiệp là đã có rồi, Đúng rồi. khu công nghiệp đã có. Tỉnh bắt buộc là phải lên, tỉnh Đúng bắt rồi. buộc. Nói chung là những cái gọi là cán bộ á, cán Đúng bộ ở xã rồi. là cán bộ ở xã là được thay thế hết, những người mà tốt nghiệp đại học gọi là chính quy á, trình độ á, họ sẽ lên nắm điều hành bên kinh tế hết, còn những cái người mà lớn tuổi họ sẽ quy Về về hưu. gọi là cố cố vấn, chỉ là cố vấn thôi, còn như là lứa như Không mà phải do sinh sắc năm. sơn bùi, nó có một điều, tức là về cái kinh tế mà ngay về cái tìm hiểu sâu về cái xã hội Việt Nam thì không có. Cái chương Anh chứ trình nông thôn xin mới đó là sai nhà nước hỗ trợ mà cùng nhân dân nhé. Ví dụ anh như như là ví dụ như anh hỏi anh em xin nhé. lỗi sai. Ví dụ như làm đường hoặc là làm nhà văn hóa xã chẳng hạn đúng không? Thì mỗi người dân cũng phải đóng góp bằng này tiền, nhưng mà ví dụ không phải đóng ngay mà nhà nước cho vay để mình đóng dần 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 dần, mà ví dụ cái đấy vẫn được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà nhà nước lại cho vay bởi để người dân đóng đóng trong đó mình trả trả nợ dần dần. Thí dụ như em nói ví dụ là một con đường nào đó thì nhà nước sẽ kêu mình ủng hộ, ví dụ như mình có tiền thì mình ủng hộ tiền, ví dụ mình Đúng có 9 triệu mình ủng hộ 9 triệu, đúng mình có 5 triệu mình có ủng hộ 9 5 triệu, còn mình không có tiền thì mình góp sức, đúng rồi đúng không? đấy, tức là cô Mình kêu góp sức, gọi ví cái dụ như nguồn lực họ của, không ép. đúng rồi, nguồn lực của nhà nước và Họ nguồn không lực ép, của nhân dân để mà ví dụ xây đúng dựng rồi, một cái nông thôn để cho nó họ khang không trang ép, và nó đẹp hơn.
ở bên Với bên hai các nước tư bản nữa không, các bạn không biết những cái điều đó chứ các bạn đừng có tham gia vào đây những cái chương trình về với hai nữa đó. những cái cán bộ mà sau này cái lứa tuổi trẻ lên anh, họ rất là gọi là coi như là có đào tạo chính quy, họ ăn nói dân rất là lịch sự, rất là lịch sự. Họ ví dụ như họ đề cao cái chứ không kiểu như hồi mà thời thời xưa nữa. Đấy là thì Nói chung những là chứng chứng nói của những em mà em hiện nay ở nói chung là em ở vùng quê, vùng quê huyện Rồng Trôm. em mới nha. Anh cũng biết cái huyện Rồng Tại Trôm vì thì thực tế là anh có bà cô ruột ở huyện Châu Thành, ở Tiên Thủy Châu em ở Thành. xã Phong Nẫm, Đấy. xã Phong Nẫm có cái gọi là cái bia Cam Thù á, Đó. không biết anh có biết không, Không bia thì Cam anh Thù mà lúc mà năm ngàn bia Cam Thù năm Rồng ngàn Trôm thì anh trăm sẽ bốn mươi tới. sáu Rồi. Anh mới xuống đi thị xã Bến Tre và xuống huyện Châu Thành chỗ Tiên Thủy vì bà cô ruột anh ở đấy mà, thì năm nào anh xuống một hai lần. Có cái bia Cam Thù mà lúc mà năm 1946 giặc Pháp thảm sát một trăm một bốn trăm mấy chục người trong một ngày á, trong một ngày mà tụi Pháp thảm sát bốn trăm mấy chục người trong một ngày á, nên gần Tết á, người ta có đám giỗ giỗ chung á. Trong một ngày đó là bốn trăm mấy chục Rồi. người có một cái đám giỗ chung á. Đây, bây giờ Bia Cam Thù á, cái gọi là di tích. anh hỏi nhỏ nhỏ em một tí nhé. Bây giờ thu nhập bình quân một tháng ở em ở quê là bao nhiêu? Thu nhập trung bình. Thu nhập ha, thợ hồ á, ví dụ như giờ Không, em tính của bản thân là em thợ ấy. hồ đi, Bản thân em ấy hiện nay bao bản nhiêu bản sau thân đó em? ha, Em làm tiểu thương ấy. nếu mà ở quê á, mà thu nhập á, một tháng 6 triệu á, là coi như là dở á, là Đúng tệ á, đấy. một tháng 6 triệu á, là tệ á, thì em nói vậy thôi à. À, ví dụ như một ngày làm cho 200 ngàn á, là tệ á, thì em nói thôi. Đúng rồi, Nhưng vậy thế đấy. mà Mà thực tế ở quê thì nói chung là tiêu pha nó ít lắm, nó không như ở trên Sài Gòn đúng không? Ở thành phố thì tiêu pha nó ở nhiều hơn. ở quê thì nó dễ lắm anh, ví dụ Đúng rồi. như bữa đó anh không có cơm gạo gì á, thì anh sống qua nhà anh chị em cũng có, Cho anh nên là vẫn những cái cho bạn ở quê bạn ấy như nói nói chung là rác Sơn Bùi đấy, nó bảo là cái giáo rác Sơn Bùi nói câu xạo lòng tức là thấy bây giờ bây giờ nó thì anh nói nói sao cũng được. bây giờ này Hiện tại hả, nói sớm rác Sơn Bùi là tôi ở thành phố Hồ Chí Minh thì không không nói, nhưng mà về quê quê tôi ở một cái vùng nông thôn vùng Bắc Bộ thì là người ta đi làm thợ may nhá, là lương tháng là 7 triệu, mà 7 triệu ở quê thì sống rất khỏe. đúng Nhưng bây giờ này, ví dụ như đó. tôi bình thường nhá, hiện nay tôi có một mình ông già ở quê. Đấy, thì một tháng tôi hỏi, tôi thường thường tôi, ông già tôi già rồi, năm nay 76 tuổi rồi. Thì tôi thường thường tôi gửi tiền về để mà ông già tôi sinh hoạt. Thì ông già tôi bảo là bây giờ nếu mà như tao sinh sống một tháng ấy, thì hết cứ khoảng hơn triệu một tí, sắp xỉ 1 triệu là tao sống khỏe rồi. Nhưng ví dụ ở quê nó có cái trò, như là đi đám cưới, đám xin, như là đám ma, đám chay nọ kia, tất cả các thứ nữa. nhiều Thì cái đấy là nhiều cái nữa thì cỡ khoảng độ một tháng cỡ khoảng 1,5 triệu 1,6 triệu đấy là coi sinh hoạt coi như là ok đấy. Chứ ví dụ người ta làm là 7 triệu chẳng hạn, thì ví dụ nuôi con cái nọ kia tất cả các thứ thì là rất ok. Anh nói là ví dụ ở quê kể cả Bến Tre hoặc là vùng quê nhà anh ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ mà thu nhập một tháng một người 7 triệu thì nói chung là sống khỏe, sống rất khỏe, xây nhà xây cửa về em tiết kiệm lớn luôn. em ở vùng Trôm, em ở xã Phong Nẫm, ở sông Nẫm thì giáp với xã Phong Mỹ. Phong Mỹ là quê của bà Kim Ngân, cách nhà em khoảng chừng 2 cây số á, là cái ngôi đền của bà Nguyễn Thị Định, Rồi. bà Nguyễn Thị Định. Bến Tre đồng khởi Bến Tre là nhiều cái phụ nữ giỏi lắm. Xe Nguyễn Thị Định Nguyễn rồi Thị Định, Nguyễn Thị Kim Ngân thì giờ là Bến Tre rồi. Bán quê quê Rồng Trôm đúng rồi Dòng Trôm, không? Trương Vĩnh Trọng rồi này nọ, rồi Đúng. rồi Lãnh Minh Thăng này nọ, Đúng. Lãnh Minh Thăng đó, đường Lãnh Minh Thăng á, Đúng. cũng cách nhà chừng 100 mét à.
Nói chung giờ đa số Việt kiều họ về á, họ họ thích mình lắm, chứ không phải như hồi xưa nữa, họ coi ghẻ mình lắm. Hồi xưa tụi Việt kiều nó về á, nó thấy mình nghèo khổ á, rồi nó kiểu như nó nói chuyện này nọ, nhưng mà sau này nó về thấy cũng giờ nó Thường, chớn lại mình, đúng rồi, thường đúng thôi đúng không? không, bây giờ là thường thôi. Ngày Thường xưa thì thường lắm anh ok. ơi, thường giờ thường lắm. Ý Đúng là xã nghèo á, rồi. ý là xã nghèo chứ không có gì tên á, đường rộng có 3,5 m chứ nhiêu, Đấy. đâu phải gì đâu. Giờ công nhân họ làm ví dụ như một tháng được 6 triệu 7 triệu đi, nếu mà tăng ca lên được 10 triệu một tháng, tăng ca lên 10 triệu một tháng thì hai vợ chồng sống khỏe, đứa con nữa, rồi tiền bảo hiểm nữa, chưa kể tiền bảo hiểm nữa chứ không phải nữa, rồi tiền thất nghiệp này nọ, ơi tùm lum tùm la tân. Giờ có thể là coi như nếu mà làm mà không khéo coi chừng chạy không kịp tụi tụi công nhân luôn á, nó Đúng làm dữ lắm, rồi. nó sống dữ dằn. Với hai nữa cái gọi là cái thay đổi cái nhân sự anh, cái nhân sự ở xã, Đúng rồi. ví dụ như họ ở xã em hồi xưa thay đổi chủ tịch liên tục, tại vì chủ tịch lúc đó là nó không có nâng năng lực á, năng lực á, rồi sau này tỉnh mình thấy vậy á, họ sẽ bố trí những cái gọi là người gọi là Có năng lực, có tuổi học, trẻ, đúng rồi, có học có dạ hành, có học, gọi là đào tạo chính quy á. đúng Ví dụ như em là năm sinh năm 85 đi, rồi. thì những lứa mà năm năm 85 rồi gọi là 8X, họ sẽ về lãnh đạo rồi xã, Rồi. nó Ê, đưa ra những em ơi, cái gọi là cái. bây giờ này Dạ. có một cái bạn ở đây ấy, thì các bạn bảo là em có nhớ gì về ông ngoại em không? Em kể về ông ngoại em ấy, mà đã kể cho em nghe về Ông cái ngoại, đó. dạ Ừ. Về ông chắc ngoại em á, em ngoại em là lính chiêu hồi là hồi xưa là theo quỵ, hồi xưa là theo quỵ nha, cầm súng bắn dân tộc mình luôn, cầm súng bắn dân tộc mình luôn. Có anh em luôn cũng cũng theo quỵ hết luôn. Nhưng mà lúc mà năm mà gọi là ông Diệm mà gọi là tố cộng á, anh tố cộng Việt cộng á, đem máy chém rồi này nọ rồi giết á, người sau này thấy ủa sao kỳ á, cũng đồng bào mình không mà giết sao mà làm vậy. Rồi rồi ví dụ như tôi cầm cái súng đi, tôi bắn vô bà con mình đi, cảm thấy rất là, nói chung là không còn còn gì để diễn tả được. Nên sau này á, là ông ngoại của em á là rút theo du kích, À đấy, du kích chiều hồi đúng dạ là năm 60 á, không? là toàn bộ là gia đình bên ngoại là theo du kích hết luôn. Nhưng mà mình nói đi thì mình nói lại á, là những cái người theo Việt Nam Cộng Hòa mà theo lính á, họ cũng tốt lắm. Những từ từ những cái thằng mà gọi là ác Ôn ôn á, đúng rồi, gọi là ác ác ôn. ôn á, thì mình không nói. Còn những cái người mà theo diện lính Việt Nam Cộng Hòa mà đi ăn lương á thì họ tốt lắm, cũng bình thường thôi, không có gì tên, cũng cũng du kích. Với cái người mà lính Việt Nam Cộng Hòa họ cũng trao đổi bình thường thôi, cũng gặp nhau hàng ngày, cũng không có Đúng bắn rồi. gì tên á. Dạ. Bà ngoại á, bà kể á, là thì cũng 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 những cái người đồng đội mà của ông ngoại luôn. Năm mà 68 á, là lúc đó là ông ngoại của em á là làm bí thư xã Mỹ Lộc. À, anh nghe nói bánh tráng Mỹ Lộc, bánh phồng Sơn Đốc á, Đúng rồi, có nghe không? có. Rồi, nổi tiếng ấy. Là ông ngoại lúc đó là làm bí thư khu phố của xã Mỹ Lộc. Lúc đó là đánh lớn, là năm đó là tính giải phóng luôn mà, năm đó là tính giải phóng miền Nam luôn mà.
đánh lớn tụi tụi Mỹ á, nó kéo pháo xuống bên ở sông cầu Trạch Sậy, nó đẩy pháo vô, thì năm đó là ông ngoại chết, là ông ngoại chết năm 68. Rồi những anh em á thì cũng đi theo du kích thì cũng chiến đấu bình thường thôi, nhưng mà nói chung là cái năm đó là cái năm nó ác liệt lắm. Nó tụi cách cách hiện tại nhà em ở đây nha, cách nhà em khoảng chừng đây là ba ba trăm mét, ở ngoài có gọi là cái ấp chiến lược á, tụi nó treo bà ngoại với treo bà cố của em á, là treo ngược lên á, treo ngược luôn, treo dò ngược á, Đúng tụi không? nó phóng lo vô, ngược vô đây nè, nó kêu ông ngoại đầu hàng, nó kêu quay về với chính nghĩa của quốc 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 chính nghĩa quốc gia gì không biết, Đúng mà nó không? kêu mà nó treo ngược không, mà nó kêu vậy, nó kêu quay về chính nghĩa quốc gia mà nó treo ngược dò ta lên vậy đó, nếu mà không ra là nó bắn. Nhưng mà ông ngoại em thì cũng ra làm vậy theo cách mạng du kích mà đã xác định hy sinh rồi, mà Rồi. chết một sống này chết, nên năm năm 68 thì ông ngoại ông hy sinh vậy thôi. Còn còn chia sẻ bên bên ông nội nữa, ông nội lúc đó làm trước trước cái năm đó là ông nội làm thư ký cho ông Phạm Ngọc Thảo. Phạm Thảo rồi Dạ nổi tiếng ông Phạm Ngọc Thảo. dạ ông nội cũng mang quân hàm đại quý, dạ. Ông hiền lắm, ông cũng ở Việt Nam ông hòa nhưng mà ông hiền lắm, ông cũng giao du với ông ngoại cũng nói chuyện bình thường vậy, tao lính Việt Nam Cộng Hòa mày du kích mày đựng miễn sao á, thằng Mỹ đừng có xía vô được rồi, anh em mình sống hòa thuận, đừng để cho Mỹ xía vô, ví dụ là có gì chuyện gì anh em mình giải quyết, chừng nào Mỹ đi rồi anh em mình về giải quyết vậy thôi, không gì hết á. Ông ngoại xưa ý, ông nội xong rồi lúc mà ông Phạm Ngọc Thảo ông chết á thì ông nội ông về quê luôn, ông không có làm thư ký nữa, tại lúc đó đổ bể cái vụ Tây Tông á, rồi tụi nó giải thể cái tỉnh Kiến Hòa, rồi cái gần nhà em nữa là 200 mét cái ông mà Phạm Quốc 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 Tấn, anh biết không ta, Không, anh không biết. cái ông mà Phạm Quốc Tấn, cái ông mà cầm lựu đạn mà ám sát ông Phạm Ngọc Thảo á, anh biết không đó không ta, Không không, anh lấy. cái đó anh đọc thử ông về tiểu sử ông Phạm Ngọc Thảo á, anh sẽ biết ông về ông Phạm Quốc Tấn. Bà Nguyễn Thị Bình có thăm ông đó mà, Bà Nguyễn Thị Bình ông thì đó là biết. cầm hai đấy, dạ Bà Nguyễn Thị Bình thì biết. Đại tá Phạm Ngọc Thảo, hình như ông sau này bà cầm, ông. dạ nói chung là ở đây thì ông cầm hai tay lựu đạn, ông chọi vô ông Phạm Ngọc Thảo, nhưng mà hai tay lựu đạn là hai tư đạn lép, nhưng mà cũng của bên mình cũng cài cắm vậy thôi. Nói chung hồi xưa ở đây Bến Tre mình bên Công giáo á, bên Thiên Chúa cũng hoạt động mạnh lắm, nhưng mà đa số là yêu nước không à, chứ không phải như tụi bên Vinh ngoài xứ Vinh đâu, không có cái chuyện đó. Bến Tre mình họ rất là yêu nước, không có chuyện mà chống đối nhà nước. Còn ở dưới Bến Tre tại dưới là huyện, ở dưới mà huyện Ba Tri, ở dưới hiện tại bây giờ là có một số là hoạt động của tụi nước ngoài nó chi tiền về, thường thường nó lên quỹ ban tỉnh nó cứ biểu tình hoài. Dạ, hiện tại chỉ có một nhóm đó nhưng mà nhà nước mình cũng kiểm soát hết, không có gì hết trơn. Giờ thời thế nó thay đổi rồi hết trơn rồi, nên mấy anh Việt kiều thì cứ nói này nói nọ, nói tào lao ba lát, chứ không có nhìn được cái vùng quê mình nghèo họ đổi mới như thế nào. Tại vì giờ buổi tối thì em không có chia sẻ được những cái xung quanh đó. Rồi.
xem là ví dụ không hiểu đúng là cái vì nha. cái vùng quê nó Dạ giàu có tất cả mình cứ quay cho họ biết, nhưng mà em nghĩ là cho dù quay thì họ cũng không biết, tại vì mục tiêu của nó là nó chống phá. Em biết ngày xưa giờ chống, từ em biết là từ năm 91 tới giờ chống dữ lắm. Ngay cả ở ở xã em hồi xưa là có đánh cái tội Hòa Hảo á, Phật giáo à, thuần túy gọi là đúng, nó thuần Hòa túy Hảo Phật hồi xưa giáo à, là thuần túy chứ gì nhà đó là đánh tụi nó. Hồi xưa là có thể có ông già hồi xưa là theo công an nhưng mà không có theo nữa, đi là làm bên kinh tế, cũng có đánh dữ lắm. Mà sau này đất nước thì cũng phát triển, xã này cũng lên nông thôn mới, giờ bây giờ đường xá bây giờ là không đáp ứng được cái nhu cầu phát triển vùng nông của thôn tỉnh được. đúng Nói xong xe xe tải xe ô tô nhiều quá, không? xe tải ô tô giờ nó cạn, nó cày nát cái đường luôn rồi, nên bắt buộc là tỉnh là phải phải đầu tư hạ tầng. Giờ xe container nó chạy nát đường hết trơn rồi, bây giờ không có ai mà cái chuyện mà nói chuyện mà nghèo khổ tại vì nói thì mình chửi thì đôi khi đụng chạm tới bà con Việt kiều, nhưng thực sự ở đây rất là nhiều bà con Việt kiều họ về hàng năm, họ sống phè phỡn cứ 6 tháng về một lần. Tôi nói là mấy người Việt kiều về ơi tụi nó mẹ tháng nào tụi nó cũng lại xin tiền hết ta, xin xin gì giờ hả, xin khỉ giờ đập mày luôn xin gì. Rồi. Rồi, bây giờ này Nói em, bây giờ này tức là chương trình cũng có nhiều người muốn lên tham gia chương trình thì là anh rất cảm ơn em. Thì em là cái người mà thanh niên trẻ hiện nay ở dưới cái vùng nông thôn của tỉnh Bến Tre Hà Nội. Tức là mình gọi là đại diện cho những người người trẻ ở dưới vùng nông thôn của miền Tây Nam Bộ đúng không? Lên đây tức là trao nông đổi thôn với thì trao đổi với anh thì rất dạ cảm ơn em. Thì hiện nay cũng có một số bạn muốn xin lên nữa thì là lần sau thì có thời gian thì em sẽ lên trao đổi cùng với anh và tất cả mọi người nhé. Rồi dạ rồi anh dạ ơi, rồi xin chào, xin cảm ơn. Rồi ok.